lụm lúa các bạn. Với lệnh này mình đã kiếm 200k, 32 là mình win nè. Đây mình kéo về mình cho bạn xem cái lịch sử ha. Tút đục sàn Covid giúp cho bạn kiếm 35 củ với số vốn từ 800 đô các bạn. Và mình làm một cái series xuyên suốt từ 50 đô cho đến 1k luôn các bạn. Các bạn có thể theo dõi kênh của mình ha. Vốn ở đâu thì bạn sẽ xem video đó ha. Và ngoài ra thì mình đánh theo phần trăm vốn, cho nên là các bạn có thể xem video và áp dụng theo cái số vốn cụ thể của các bạn luôn nha. Đây là cái phương pháp mà mình trong quá trình chơi mình thấy nó có một cái lỗ hổng và mình đánh win. Mình muốn chia sẻ lại với các bạn thôi. Ok, và trước khi vào video chính á, thì mình muốn giới thiệu với các bạn về trang hướng dẫn đăng ký ha. Mình cũng có một cái trang hướng dẫn các bạn đăng ký tài khoản cũng như là một số cái mẹo giao dịch ở trên sàn Coinbit. Ngoài ra thì mình cũng có để một cái link đăng ký ở đây. Thì đặc quyền khi mà các bạn đăng ký qua link của mình á, thì các bạn sẽ nhận được là hỗ trợ từ bên mình ha. Trong quá trình nạp rút như nào không được thì bạn có thể liên hệ với bạn hỗ trợ bên Telegram như này. Ngoài ra thì bên Covid cũng có cái bạn survive hỗ trợ 24/7 ha. Cái tiếp theo nữa là cái đặc quyền khi mà đăng ký qua link giới thiệu của mình thì bạn sẽ nhận được là 0.5% hoàn vốn giao dịch mỗi ngày nha. Ví dụ như ngày hôm nay các bạn giao dịch mua bán coin và chơi game ở trên Covid ha, nó sẽ tính theo khối lượng giao dịch. Và ngày hôm sau nó sẽ tổng kết và nó hoàn lại cho các bạn là 0.5% trên tổng khối lượng giao dịch của ngày hôm trước. Ở đây ví dụ như ngày hôm trước các bạn giao dịch 1k đi, thì qua ngày hôm sau các bạn sẽ được hoàn về 50 đô trong tài khoản của bạn ha. Giao dịch càng nhiều thì các bạn sẽ nhận được tiền hoàn càng nhiều nha. Đó là cái phần ưu đãi của mình. Cái thứ hai nữa là các bạn sẽ được thưởng 1% với USDT ha. Đặc quyền là nạp bằng USDT ha, sẽ được thưởng là 1%. Nạp càng nhiều thì thưởng càng nhiều ha. Nạp thì đơn giản thôi, các bạn vào phần nạp nè. Ở đây thì nó sẽ có hai cái phần ha, nạp bằng USDT và nạp tiền nhanh. Với USDT thì nạp tối thiểu là từ 20 đô ha, và nạp bằng cái mạng TRC20. Còn nạp tiền nhanh thì mình sẽ nạp thông qua ngân hàng hoặc là Momo với mức nạp tối thiểu từ 50k. Rồi thêm một cái tính năng nữa là thưởng thăng cấp VIP ha, các bạn lên càng nhiều thì bạn sẽ được hưởng càng nhiều. Với cái phần thưởng cao nhất lên đến là 10k nha các bạn, VIP 9 á. Rồi thì bây giờ các bạn xem video mình và mình sẽ thị phạm cho bạn làm sao để bạn có thể kiếm 35 củ mỗi ngày với số vốn chỉ từ 800 đô thôi ha. Đó, 800 thì nhân ra thì nó cũng rơi vào khoảng 20 ha, nhưng mà mình kiếm 35 thì nó rơi vào khoảng hơn 150% một tháng các bạn. Rồi thì việc kiếm nhiều ít thì nó cũng tùy thuộc vào cái khung thời gian cũng như là cái cách mà các bạn đi như thế nào luôn ha. Ở đây thì mình chia sẻ cái phương pháp chung các bạn có thể áp dụng. Thì bây giờ các bạn vào trang chủ nè, vào một trò chơi này ha. Sau đó bạn sẽ chọn đúng cái trò chơi Limbo này ha. Đây là cái trò chơi tên lửa, nó đơn giản như vậy thôi. Chơi thì mình sẽ khởi động cái tên lửa này và nó sẽ bay. Nó sẽ có hai trường hợp ha. Trường hợp đầu tiên, nếu mà nó rớt trước cái bội số mình đề ra, bội số nó là ít 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 200 gì đó ha. Nếu mà cái bội số bạn đặt ra mà nó rớt trước cái bội số đó thì cái lệnh nó bằng lót. Còn nếu mà cái bội số bạn đề ra mà nó rớt sâu, bội số bạn là 2 đi, nó rớt ở 2.2 hoặc là 3 gì đó thì bạn sẽ win cái lệnh đó. Win thì bạn sẽ lấy vốn nhân với bội số thì nó sẽ ra cái lợi nhuận của bạn ha, đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà làm thế nào để chiến thắng với cái tựa game này nó là một cái vấn đề ha. Đó, nếu như các bạn không có một cái mẹo, các bạn cứ đi liên tục như vậy á, thì cái tỷ lệ mà win loss nó sẽ có. Nhưng mà ở đây ha, mình sẽ giúp cho bạn tăng cái tỷ lệ win loss cao hơn, đó, giúp cho cái phần thắng bạn cao hơn cái phần thua. Vậy thì làm như thế nào? Ở đây á, thì mình sẽ đi theo phương pháp là loại 2, là mình tìm hai lệnh lót. Từ lệnh thứ ba thì mình sẽ kiếm, hay là bạn thấy lịch sử trước đó nè, hai lệnh lót lệnh thứ ba kiếm nè ha, ba lệnh lót lệnh thứ tư kiếm nè. Đó, vậy thì hai lệnh lót này mình sẽ đi như thế nào? Mình sẽ đi lệnh tối thiểu nha. Ở đây nó cho tối thiểu là 0.1, thì ở đây vốn á, vốn nó sẽ để mặc định là 10, nhưng mà mình sẽ đi 0.1 tối thiểu để làm sao mình tìm hai cái lệnh lót ha. Bởi vì khi mà nó lót hai lệnh rồi á thì lần thứ ba cái tỷ lệ mình win nó rất là cao ha. Và lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu ha, mình có tới 6 cơ hội để mình chiến thắng. Cho nên hầu như là cái phần thắng bạn nắm nó rơi vào khoảng trên 90% rồi các bạn. Rồi khi mà xuất hiện hai lệnh lót đúng không, thì cái bước hai bạn sẽ đi lệnh 1% nha. Ở đây mình sẽ để là 1%. Vậy 1% của 800 tương ứng với là 8 đô nha. Đó, thì nếu như mà nó win thì bạn quay lại bước một, bạn kiếm tiếp. Và win nữa thì mình sẽ chốt lời ở cái phiên này với hai lệnh win, nó rơi vào khoảng 400k. Đó, còn trường hợp thứ hai của bước 2, nếu mà lót á thì mình sẽ đi tiếp lệnh 2% nè, 4% và 8%. Nếu mà nó lót hết luôn á thì mình sẽ chấp nhận lỗ là 15% nha. Rồi trường hợp nếu mà lỗ 15% mình sẽ chốt lỗ đó một tí, mình vào mình gỡ lại, chứ mình không ngồi đó mình đục nha. Thì có một số bạn có inbox với mình á, thì khi mà lót cũng có lót nha, chứ không phải là mình cứ win liên tục. Ở đây thì mình giúp cho bạn chiến thắng nó trên 90% thôi thì vẫn có xác suất là lót, nhưng mà mình vẫn có thể kéo lại được nha, chứ không phải là mình lót mình cháy luôn.
Nhưng mà một số bạn cứ ngồi đó cứ kéo hoài á thì cái tỷ lệ mà bạn cháy nó rất là cao ha. Cho nên là lời khuyên của mình, khi mà lót rồi thì mình sẽ cắt ở đó luôn một tí mình vào mình gỡ thì nó sẽ ok hơn rất là nhiều nha. Và thông thường gỡ thì mình gỡ khoảng 1 ngày 2 ngày là nó về các bạn. Một ngày mình kiếm 6%, mình gỡ 2 ngày nó về các bạn ha. Ở đây thì nếu mà lót thì mình vẫn chấp nhận thôi, bởi vì là mình đánh tỷ lệ mà ha. Các bạn cứ đưa tỷ lệ bằng đi thôi, chứ mình không có đánh theo cảm xúc nha. Đôi khi mình đánh theo cảm xúc đó, thì cái tỷ lệ mình cháy rất là cao. Thì phương pháp là như vậy, lý thuyết là như vậy. Cho nên là bây giờ mình sẽ thị phạm, mình thực hành cho bạn xem luôn nha. Rồi thì ở bước 1 mình đi là 0.1 nè. Mình sẽ đi 0.1 ha. Đây mình sẽ đắp lệnh 0.1. Cái bội số 2 thì vẫn giữ nguyên nha. Bạn giữ nguyên như mình ở đây. Sau đó mình bấm xác nhận mình đi. Thì bạn thấy cái bội số đang nhảy nè. Rồi trường hợp nếu mà nó trên 2 á, thì mình sẽ đi tiếp nha. Đó, mình đi tiếp, mình để mặc định như vậy nha. Các bạn lưu ý cái phần 4 này ha, đôi khi nó sẽ quay về 10 á, các bạn lưu ý chỗ này nha. Rồi mình đi thêm một lần nữa nè. Nó ra một lần dưới 2 nè là mình tính 1 ha. Rồi lần này nếu mà dưới 2 nữa mình tính 2. Đây xuất hiện 2 lần liên tiếp. Thì sau đó các bạn sẽ xóa cái vốn cũ, bạn đi cái vốn mới. Ở đây mình lập tức mình chuyển cái bước 2 mình đi là lệnh là 1% nha các bạn. Đó, 1% tương ứng với là 8 đô của 800 đô nè. Rồi mình đi nè ha. Đó bạn thấy bội số nó nhảy không? Thì nếu như mà lệnh này mà lót á thì mình sẽ tiếp tục mình đi lệnh là 2% tương ứng với là 16, đúng không? 8 x 2 là 16 nè. Rồi mình đi tiếp nè ha. Ở đây á thì mình đi tới lệnh là 8% nha. Đó. Rồi tới bước thứ 3 là 4%. Vậy 4 x 8 là 32 đúng không? Mình đi lệnh 32 nè. Đó, lệnh 32 nè ha các bạn. Lụm lúa các bạn, với lệnh này mình đã kiếm 200k ha các bạn. 32 là mình win nè. Đây mình kéo về mình cho bạn xem cái lịch sử ha. Đây 30 trừ 16 thì nó về là 14 đúng không? 14.4. 14.4 trừ đi 8 thì nó còn là 6.4 đúng không? 6.4 trừ đi 0.2 là còn 6.2. Thì cái lệnh này mình vẫn win là 6.2 đô nữa các bạn. Đó. Rồi, khi mà win rồi thì mình sẽ quay là bước 1 mình đi ha. Đây quay bước 1 mình đi. Bước 1 thì mình sẽ đi lệnh tối thiểu nha. Đó. Ở đây mình thủ cho bạn thêm một lệnh 8% nè, cho nên là mình có 4 cơ hội để mình chiến thắng nha. Cho nên là các bạn cứ áp dụng công thức bạn đi thôi. Rồi mình đi nữa ha, 0.1 nè. Lần này trên 2 thì mình không tính nha. Đây mình đi tiếp. Chủ yếu là mình tìm 2 lần dưới 2 nha. Còn nếu mà nó trên 2 thì mình cứ đi tiếp ha. Đây một lần ha. Sẽ có những lần mà bạn đi là nó cứ win loss nó kéo á, thì nó hơi lâu một tí thôi. Nhưng mà quan trọng là mình áp dụng công thức mình đi ha. Đây win loss nè. Đó thì lệnh này mình bỏ nha. Đây mình tính 1 nè. Đó mình tính lại từ đầu nha ha. Nó cứ win loss thì mình bỏ nha. Mình chỉ tính 2 lần loss ha. Đây xuất hiện một lần rồi thì mình lập tức mình chuyển qua bước 2 mình đi. Đó. Đây ha, bước 2 8% nè. Rồi mình đi nè ha. Rồi thì đầu tiên là 8%. Đây loss thì mình sẽ tiếp tục mình setup là 16 nè ha. Đây 2 x 8 là 16. Rồi mình đi lệnh này ha. Rồi với lệnh 16 là mình win rồi nè. Đây mình cho bạn xem về cái lịch sử nè ha. Đây 15.2 trừ 8 thì nó rơi về 7.2 đúng không? 7.2 trừ đi 0.2 thì mình còn lời là 7 đúng không? 7 thì lúc nãy kiếm được 6 chấm mấy á, thì nó cũng rơi vào khoảng là 13, 14 đô gì ha. Thì nhân với tỷ giá thì nó đâu có khoảng 400k, mình làm chẳng cho 400k đi. Đó, thì ở cái phiên này mình kiếm được là 400k. À, các bạn có thể chốt ha. Thông thường thì mình win 2 lệnh thì mình sẽ chốt ở đây luôn, một tí mình vào mình kiếm tiếp ha. Chứ mình không có để mình đục liên tục. Đó, đó là cái công thức của mình. Các bạn chỉ cần áp dụng ha. Cứ tới điểm lời thì mình sẽ chốt, tới điểm lỗ mình sẽ chốt. Thì như vậy cái tỷ lệ bạn win nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Chứ mình không có đặt cái cảm xúc mình vào. Đôi khi mình đặt cảm xúc mình vào mình đánh thì mình sẽ dễ bị sàn nó dẫn dụ ha. Rồi thì một ngày các bạn có thể vào 3 phiên, 5 phiên, 7 phiên gì đó thì tùy. Nhưng mà thông thường mình vào 3 phiên là ok ha. Một phiên chốt 400, 3 phiên là củ 2 các bạn. Thì nó cũng rơi vào khoảng 35-36 củ một tháng ha. 4-800 đô mà kiếm hơn 150% một tháng thì mình thấy nó khá là ngon nha. 6% một ngày nè. Đó, các bạn có thể kiếm nhiều hơn hoặc là ít hơn, nhưng mà thông thường mình chốt 6% một ngày là khá là ngon các bạn. Và mình không có áp lực về thời gian, không có áp lực gì nhiều nữa ha. Một phiên như vậy các bạn vào khoảng tầm 2 phút, 3 phút thôi là mình đã có thể chốt được rồi. Đó, một ngày các bạn vào nhiều phiên ha. Ở đây thì nó cũng không có áp lực về thời gian nữa, các bạn vào cái khung thời gian này cũng được. Sáng, trưa, chiều, tối hoặc là khuya gì đó ha. Thông thường lời khuyên của mình ha, một phiên các bạn vào 2-3 phút thôi là ok ha. Các bạn có thể chốt một lệnh win cũng được, hoặc là hai lệnh win cũng được ha. Nói chung là
win là được nha. Ở đây mình chơi game money game cho nên là cái mấu chốt, cái quan trọng của nó là mình kiếm tiền ở đây ha. Đó là cách giúp cho bạn kiếm 35 cuộn mỗi tháng với số vốn chỉ từ 800 đô thôi các bạn. Và các bạn có thể áp dụng cái phương pháp này ha. Ở đây thì mình sẽ đi theo phần trăm vốn các bạn. Các bạn đi nhiều hay ít á, thì các bạn có thể nâng vốn hoặc là giảm vốn ở đây nha. Và đó là cách giúp cho bạn kiếm 35 cuộn mỗi tháng trên sàn Coinbase. Chúc cho bạn thành công và kiếm thật là nhiều tiền trên sàn Coinbase nhé.